Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 23. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem Y Báo Diệu. Phần kinh văn chúng tôi đọc đến: Kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Một đoạn trên chúng tôi giảng đến vô chúng khổ, nói đến khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Trong khổ khổ tức là nói bát khổ: sanh lão bệnh tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, quán tăng hội, ngũ âm xí thạnh. Tám thứ này là phiền não bức bách thân tâm. Người hiện nay chúng ta nói thân thể có áp lực rất lớn, tâm trạng có áp lực rất lớn. Phần phía trước đã cùng với quý vị giảng đến chữ sanh là sanh khổ. Kỳ thật chúng tôi vẫn chưa giảng sanh khổ. Trước tiên nói đi đầu thai thọ sanh. Đi đầu thai là có bốn thứ duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Con người, thật tại mà nói, con người là thuộc trong một tất cả động vật. Tại trong lục đạo, xả thân thọ sanh đều ra không ngoài bốn thứ duyên này. Chúng ta liễu giải chân tướng sự thật này, anh nhất định phải luôn luôn ghi nhớ, quyết định không thể thiếu nợ, quyết định không thể kết oán. Hai việc này so với thứ gì còn quan trọng hơn hết. Trong đời này chúng ta gặp được thánh nhân dạy bảo, đã hiểu được. Nếu như đời này chúng ta không gặp được thánh nhân dạy bảo, không hiểu, không biết được, không liễu giải đạo lý này, không liễu giải chân tướng sự thật, thử hỏi có còn cùng với chúng sanh kết oán thù hay không? Khẳng định là có. Có còn thiếu nợ hay không? Khẳng định có. Thiếu nợ gì? Là lợi dụng kẻ khác. Đó tức là thiếu nợ. Thiếu nợ thì phải trả nợ. Kết oán thì có báo thù. Hoàn hoàn tường báo chưa hết, chưa dứt. Cái việc này so với thứ gì càng đáng sợ, càng kinh khủng. Người không hiểu được sự thiệt thòi. Cổ nhân nói thiệt thòi là phước. Lời này nói được một tí cũng không sai.
Thiệt thòi vì sao gọi là phước? Thiệt thòi là nghiệp chướng quá khứ của anh đã tiêu trừ. Tu như thế nào? Tu hành. Hành là hành vi. Hành vi sai lầm, tu là tu chính. Đem hành vi sai lầm tu chính trở lại gọi là tu hành. Trước kia chúng ta không chịu thiệt thòi. Cái tâm niệm này, hành vi là sai lầm, chúng ta bị thiệt thòi, lừa gạt thì có oán hận, sẽ báo phục. Chỉ cần khởi lên cái tâm niệm này thì trong A Lại Gia Thức đã trồng chủng tử, tương lai gặp được duyên, cái chủng tử này khởi hiện hành, thì anh bảo thật là phiền phức, thật là đáng sợ. Làm thế nào chân chánh giác ngộ giống như Phật vậy? Và chân chánh minh bạch trong đời này quyết định không cùng với người kết oán thù. Tự mình bị thiệt thòi như thế nào, bị lừa gạt như thế nào, bị người hãm hại như thế nào, trong tâm coi như không có chuyện gì, tuyệt đối không đem nó để trong tâm. Đây gọi là tu hành. Chẳng có tâm oán hận, chẳng có tâm báo phục. Đem điều này tu chính trở lại, đời sau lúc gặp lại thì đã là bạn tốt. Quan kết của chúng ta đã giải, đã hóa hết. Đó tức là phước. Người bị thiệt thòi thì tương lai sẽ có cái phước báo này. Nếu không chịu thiệt thòi, trong tâm oán hận, niệm niệm không quên, lần sau lại gặp mặt thì báo phục, hoàn hoàn tương báo. Cái báo phục này có phải là bị thử hai bên đều đau khổ phải không? Đó là họa, chẳng phải là phước. Hoàn hoàn tương báo, đời đời kiếp kiếp chưa hết chưa xong. Anh bảo điều đó thật là khổ. Hoàng gia đối đầu là hai bên, nếu một bên giác ngộ thì đã hóa giải. Chúng ta không nên đợi kẻ khác giác ngộ, tự mình phải giác ngộ. Tự mình vừa giác ngộ thì đã hóa giải. Bằng lòng bị thiệt thòi, bằng lòng bị lừa gạt, thật sự nhất tâm nhất ý, nỗ lực tu học, học tập, nỗ lực niệm Phật, quyết định phải trong đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau khi đã đến Cực Lạc thế giới thì trí huệ đã khai mở, đức năng và thần thông hiện tiền, đạo giá từ hàng, lại đi vào trong cửu pháp giới, giúp đỡ cho chúng sanh quá khứ có duyên. Cái duyên gì? Tức là ân oán, đòi nợ trả nợ. Họ cùng với chúng ta có những thứ duyên này, chúng ta giúp đỡ cho họ và độ họ. Phải ghi nhớ, Phật không độ người vô duyên. Chỉ cần có duyên, anh dùng trí huệ và thiện xảo phương tiện đều có thể giúp đỡ được, giúp đỡ cho họ phá mê khai ngộ, giúp đỡ cho họ chuyển phàm thành thánh. Phải hiểu được cái lý này, phải liễu giải chân tướng sự thật. Thành tựu cho kẻ khác tức là thành tựu đức hạnh trí huệ
phước báo của mình. Làm chướng ngại kẻ khác, cản trở kẻ khác, cố ý hay vô ý làm thương tổn kẻ khác. Ngạn ngữ gọi là tổn nhân lợi kỷ. Việc tổn nhân lợi kỷ tuyệt đối không nên làm. Lợi ích cho anh trong đời này, thọ mạng của anh rất ngắn. Anh có được lợi ích bao nhiêu? Anh có thể hưởng thụ thời gian bao lâu? Thế nhưng tội báo này ở tam đồ, ở địa ngục. Chịu cái khổ đó, không biết là phải chịu thêm gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Hà tất đi làm cái chuyện điên rồ này? Trước kia thầy Lý kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện, là chuyện Ngụ Ngôn. Thầy đã kể nhiều lần cho chúng tôi nghe, cho nên ấn tượng của chúng tôi rất sâu. Kể rằng có một vị dung y sát nhân, ông ta chẳng phải là cố ý, vì y thuật không cao minh, đoán bệnh sai lầm, đã dùng thuốc sai. Phàm là đến cho ông xem bệnh, tiểu bệnh thì không có sao, đại bệnh mời ông ta xem, trị một người thì chết một người. Đã trị chết không ít người. Đến khi chính ông ta chết, tiểu quỷ đến bắt ông đi, đưa đến gặp Diêm La Vương. Ông ta đến điện Diêm La Vương, nhìn thấy phía dưới trong điện Diêm La Vương có không ít người, đều bị ông ta chữa trị chết. Diêm La Vương phán xử ông xuống 18 tầng địa ngục. Ông nói với Diêm La Vương rằng: "Oan cho tôi. Chẳng phải là tôi có tâm hại họ, vì là vì y thuật của tôi không cao minh, đã dùng sai thuốc. Tôi chẳng có ý giết họ, chẳng phải có ý, nhưng biết bao nhiêu nhân mạng ông phải nhận lấy. Trước tiên đọa địa ngục, nhiên hậu sau khi từ địa ngục ra còn phải thường mạng. Cố ý là trả theo cố ý, vô ý là trả theo vô ý, vô ý là ngộ sát. Nhân quả không thể tránh miệng. Lời của cổ nhân nói là thật đấy, chẳng phải là giả. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Thì đọa xuống 18 tầng địa ngục, địa đọa xuống địa ngục vẫn còn kêu oan, không chịu phục. Ở trong địa ngục đạp nhảy lung tung, làm náo loạn như vậy, thì ông ta nghe ở phía dưới có người lên tiếng. Người phía dưới nói: "Này ông anh không nên đạp nhảy. Anh đạp nhảy như vậy, bụi bặm đều rơi trên thân tôi." Ông ta liền nghĩ: "Ta ở tầng thứ 18 địa ngục, chẳng lẽ còn có 19 tầng? Đúng, tôi ở 19 tầng.
Anh ông ta hỏi anh làm nghề gì vậy? Tôi dạy học dung y sát nhân đọa xuống 18 tầng địa ngục, dung giáo dạy người đọa xuống 19 tầng địa ngục. Đây tức là nói anh dạy học dạy sai kẻ khác, cái tội so với dung y sát nhân còn nặng hơn. Nhưng anh phải biết, một vị thầy tốt, công đức của họ ở trong pháp thế gian và xuất thế gian không ai có thể so sánh. Tại Trung Quốc, quý vị xem Khổng Lão Phu Tử, ai có thể cùng với Ngài so sánh? Công đức của Ngài là gì? Là dạy học, là vị thầy tốt, chẳng có dạy sai kẻ khác. Anh xem Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thầy tốt, tuyệt đối không dạy sai người, đã dạy 49 năm. Cho nên công đức của sự dạy học ở trong pháp thế gian và xuất thế gian là đệ nhất. Dạy học phải chịu trách nhiệm nhân quả cùng với thầy thuốc không khác. Dùng giáo dạy người đọa 19 tầng địa ngục, đây là ngụ ngôn, chẳng phải là chuyện thật. Thế nhưng anh phải hiểu được điều này, trong kinh chúng ta vừa mới đọc qua, tôn giả Châu Lợi Bàn Đà Già đời trước là Tam Tạng Pháp Sư, tuy chẳng có dạy sai người nhưng có ý lận pháp, tức là nói dạy người chỉ dạy một nửa, phần sau thì không dạy. Tại vì sao? Vì sợ anh tương lai giỏi hơn tôi. Đây là cái gì? Là tâm đố kỵ, là lận pháp. Đọa địa ngục, đã thỏa mãn tội địa ngục ra khỏi rồi, tuy được thân người nhưng ngu si, lận pháp, được quả báo là ngu si. Đời trước là Tam Tạng Pháp Sư, chúng ta hiểu được cái chuyện này. Tại Trung Quốc, công án giả hồ thuyền của Thiền Tông rất nhiều người biết được. Con hồ ly này 500 năm đời trước, nó cũng là vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp, đã thuyết sai một câu nói, chớ gọi là sai một chữ chuyển ngữ, thuyết sai một chữ, quả báo đọa 500 đời thân hồ ly. Đại sư Bá Trượng đã cứu nó, nếu nó không gặp được Bá Trượng vẫn còn phải ở trong súc sanh đạo chịu tội. Đây là cái gì? Là dạy học không thể không cẩn thận. Biết thì biết, không biết thì không biết. Không thể tự không biết, tưởng rằng biết. Không nên vì thể diện. Người ta hỏi ta không biết thì cảm thấy mất thể diện. Tự mình nghĩ ra một cách để đối phó người, điều này rất đáng sợ.
Nếu những thứ của anh dạy có sai lầm thì anh nghĩ đến công án giả Hồ Thiền, thì anh nghĩ đến tôn giả Châu Lợi Bằng Đại Già, anh phải chuốc lấy cái quả báo này. Nếu như nói người ta hỏi ta, ta cái gì cũng không biết, ta làm sao đây? Thì niệm A-di-đà-phật. A-di-đà-phật là pháp môn vô thượng, tuyệt đối không hại người, tuyệt đối không lừa gạt người, khuyên mọi người cầu sanh tịnh độ. So với cái gì còn thù thắng hơn? Chúng ta vì sao không làm cách này? Cổ xưa các bậc đại đức và thiện tri thức như vậy không ít. Bất luận anh hỏi họ điều gì thì họ trả lời một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ngoại trừ một câu A Di Đà Phật này ra, không có câu thứ hai. Tự họ tu hành đã thành công, họ chỉ dạy cho tất cả chúng sanh cũng thành công. Cái đạo lý này quá sâu, quá sâu. Chúng tôi diễn giảng bao nhiêu năm nay, thật tại mà nói cũng thường thường nhắc nhở Phật pháp vô lượng vô biên, đến sau cùng đều quy về một câu A-di-đà-phật. Anh đem một câu A-di-đà-phật này đề ra, đây là vô thượng pháp bảo. Vạn pháp quy nhất. Nhất là cái gì? Nhất tức là một câu danh hiệu này là vạn đức hồng danh. Nhất quy về đâu? Quy về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đã đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, được Bổn Nguyện Di Đà Quay Thần gia trì, ở trong hoàn cảnh ấy để tu hành, một đời chứng được cứu cánh viên mãn Phật quả là bất khả tư nghị. Thật sự là trong kinh nói vô hữu chúng khổ đản thọ chư lạc, cõi thế giới đó gọi là cực lạc, đây là tuyệt đối không sai. Cho nên đi thọ sanh, chúng ta phải liễu giải cái nguyên nhân này. Giữa người với người tránh không khỏi bốn thứ duyên này. Cái sanh khổ, phần trước đã nói, chúng ta đã trải qua rồi, đã quên hết. Phật tại trong kinh nói được rất rõ ràng. Anh đi đầu thai, đi đầu thai là mê hoặc. Nếu anh rất rõ ràng, rất tỉnh táo thì anh sẽ không đi đầu thai. Trong lục đạo hữu tình, đi đầu thai, đi thọ sanh là nguyên nhân gì? Phật tại trong kinh nói là dâm dục. Tất cả chúng sanh, đây là chỉ cho lục đạo chúng sanh, đều lấy sự dâm dục làm chánh sanh mạng.
là đi đầu thai như vậy. Nếu lúc anh đi đầu thai, anh là thân nam thì anh yêu thích thân nữ. Anh là thân nữ thì anh yêu thích thân nam. Nếu không có tình dục thì sẽ không đến đầu thai. Cho nên tình dục không đoạn thì ra không khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên giới luật của tại gia, giới sát để tại thứ nhất, không sát sanh, không tà dâm. Giới luật của xuất gia không dâm dục, để tại thứ nhất. Tại vì sao? Xuất gia phải liễu sanh tử, phải ra khỏi tam giới. Dâm dục không đoạn thì tam giới không ra khỏi. Phật tại trong Kinh Lăng Nghiêm dạy được rất tường tận. Đây là cái gốc của lục đạo luân hồi. Cái gốc của anh chưa nhổ trừ thì anh làm sao có thể ra khỏi lục đạo? Cho nên anh đi đầu thai. Sau khi đầu thai, anh sống ở trong bụng mẹ. Phật nói 10 tháng này gọi là thai ngục. Ở trong bụng chịu cái khổ cùng với địa ngục chẳng có khác nhau. Người mẹ uống một ly nước lạnh, ngay lúc này anh có cảm giác như là hàn băng địa ngục. Người mẹ ăn một tí đồ nóng thì anh cảm giác như tại đại hỏa địa ngục, khổ không thể tả. Đây là thai ngục. Cho nên 10 tháng này đem những thứ ghi nhớ đời trước của anh đều quên sạch hết. Thật là quá khổ. Cái việc này chúng ta có thể tin. Trước kia tôi có một bạn cũ, con trai của ông lúc đó khoảng mười mấy tuổi là nhược trí. Ông nói với tôi rằng đứa con trai này lúc còn nhỏ rất thông minh. Lúc nó 3-4 tuổi thì bị một cơn bệnh lớn. Sau khi bệnh đã khỏi, sức trí nhớ thông minh của nó đều không còn nữa. Đây là nói ở tại nhân gian, bị một lần bệnh lớn đều có thể đem sức trí nhớ quên hết. Cái thông minh trí huệ đã quên hết. Cho nên thời gian 10 tháng này rất dài. Ở trong thai đem tất cả sức trí nhớ của anh đều quên sạch sẽ, rốt ráo. Sau khi sanh ra đời, tất cả anh đều không biết. Phật tại trong kinh nói, thai nhi ở trong bụng mẹ 7 ngày thay đổi một lần. Cứ 7 ngày thì thay đổi một lần.
nói được rất tường tận, thật là khổ không thể tả. Cho nên đứa trẻ vừa sanh ra, cái âm thanh đầu tiên là cái gì? Quý vị có chú ý đến hay không? Cái âm thanh đầu tiên là khổ à. Vừa sanh ra thì kêu khổ, khổ suốt một đời. Đây là sanh khổ. Có số ít đứa trẻ vừa sanh ra có thể nhớ được việc đời trước. Đó là nguyên nhân gì? Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết, thứ đó gọi là đoạt thai. Mẹ nó lúc mang thai không phải là nó, là một thần thức khác. Nó cũng là đến đòi nợ, nhưng thiếu không nhiều. Người mẹ mang thai phải chịu tội, phải chịu 10 tháng tội. Thân thể không được thoải mái. Nó vừa mới ra đời thì chết liền, thần thức liền rời khỏi. Tại vì sao? Vì mối quan hệ của họ chỉ có bấy nhiêu. Nhưng ngoài ra có một người khác cùng với trong gia đình này có duyên. Thần thức của nó vừa rời khỏi thì một thần thức khác mượn thân thể của nó, cũng tức là đã đổi một thần thức khác. Thứ này trong Phật Pháp gọi là đoạt thai. Lúc mang thai chẳng phải là nó, lúc sanh ra nó mới đến. Cho nên cái gì nó cũng rõ ràng. Đối với việc đời trước, một tí cũng chẳng có quên. Vậy thì hiện tại đã trở thành một đứa trẻ. Có lúc đứa trẻ biết nói chuyện, ngay lúc này người ta nói thật là ghê quá, đây là quái vật. Sau khi vừa bị dọa không dám nói nữa. Nhưng rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, đoạt thai là số ít, chẳng phải không có. Thứ người đoạt thai này chẳng có sanh khổ, tức là chẳng có 10 tháng ở trong thai. Cây khổ thai ngục nó chẳng có. Thế nhưng thứ người này số ít, quá ít, quá ít. Có sanh nhất định có già. Cho nên con người phải giác ngộ. Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng ta thị hiện. Giác tánh của Ngài đích thật là cao, đích thật là rất sáng suốt, minh mẫn, hoạt bát, mau mắn. Tự Ngài tuy chẳng có già, nhìn thấy người già khổ thì lập tức nghĩ đến tự ta tương lai sẽ có già hay không. Già rồi có phải là cùng với họ không khác, thì cảm thấy lo sợ. Con người sống trên thế gian, ăn những thứ ngũ cốc, không thể không sanh bệnh. Tự mình tuy chưa sanh bệnh, nhìn thấy người sanh bệnh, cái dáng khổ đó thì đã giác ngộ. Những thứ tướng này, sanh già bệnh chết, bất cứ một người nào đều không thể tránh miễn được.
cái tướng của sanh già bệnh chết mỗi ngày bày ra ở trước mặt anh, xoay khắp chung quanh của anh, thời thời khắc khắc đối với anh phát ra cảnh cáo. Anh có phát giác được hay chưa? Tại trong Phật Pháp nói, người có thiện căn thâm hậu, họ rất dễ dàng phát giác được. Sau khi đã phát giác thì họ tư duy cái vấn đề này phải giải quyết như thế nào. Cái việc này sở hữu tất cả phương pháp thế gian cũng giải quyết không được. Thích Ca Mâu Ni Phật xả bỏ ngôi vua, xả bỏ sự hưởng thụ vinh hoa phú quý, đã ra đi tu hành học đạo, đã đi xuất gia. Tại vì sao? Vì giải quyết cái vấn đề này là tử sanh đại sự. Kính thưa chư vị đồng tu, anh phải nghe cho rõ ràng, tôi chẳng phải nói sanh tử, là nói tử sanh. Sanh tử, từ sanh đến tử thì là xong rồi. Ý nghĩa tử sanh thì khác nhau. Ở đây chết rồi, cách vài ngày thì ở nơi khác lại sanh ra. Tử sanh vĩnh viễn đang tuần hoàn, vĩnh viễn không gián đoạn. Đây là luân hồi. Cái việc này mới thật là phiền phức. Nếu đã chết rồi cái gì cũng chẳng còn nữa, vậy thì dễ làm, chẳng có việc gì cả. Chết rồi lại sanh, sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh, quá phiền phức. Phật tại trong kinh nói, lục đạo chúng sanh sanh tử bì lao. Đây đều là chân tướng sự thật. Chúng ta đã từng có nghĩ đến sanh lão bệnh tử hay không? Cái nhân của sanh khổ là dục ái. Nếu dục ái đã đoạn trừ thì cái nhân sanh tử đã đoạn hết. Là Phật chỉ dạy cho chúng ta, suy lão già yếu. Cổ ngạn ngữ Trung Quốc nói được rất hay: ưu năng sử nhân lão. Một người trong một đời ưu sầu rất nhiều, lo lắng rất nhiều, buông không xuống, rất dễ suy lão già yếu. Ưu sầu có thể khiến người mau già.
lại nói đến bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Lời này nói được cũng rất có đạo lý. Nhiều bệnh phần nhiều đều là từ tham ăn mà đến. Ăn đã mang bệnh. Gần đây có rất nhiều tin cho biết bệnh độc của chứng bệnh SARS từ nơi nào đến. Có không ít người nói là từ động vật, thú dần, thú rừng đến. Tại miền Nam Trung Quốc, có số người cũng ưa thích ăn động vật thú rừng, mùi vị hấp dẫn. Hiện nay mọi người đang truy tìm căn nguyên của chứng bệnh SARS. Họ hoài nghi là từ trong mùi thịt thú rừng mà ra. Đây đều là từ bên ngoài sự tướng. Để truy tìm chứng minh đích thật là từ, là bệnh từ miệng vào, là tham ăn. Phật bảo với chúng ta nguyên nhân thật sự của nó không ra khỏi nhân quả nghiệp báo. Đây mới là nói được thật thấu đáo, đã nói minh bạch. Thì như trong kinh đã nói, lục đạo phàm phu trong tâm không chịu buông xuống kiến tư phiền não, thì họ phải chịu lấy nghiệp báo. Thiện nghiệp thì họ trong tam thiện đạo được thiện quả, ác nghiệp thì họ nhất định trong tam ác đạo chuốc lấy nghiệp báo. Thế nhưng tất cả chúng sanh, anh tìm không ra một người thuần thiện vô ác, tìm không ra, anh cũng tìm không ra một người thuần ác vô thiện. Hành nghiệp của tất cả chúng sanh là thiện ác lẫn lộn. Mỗi một chúng sanh có thiện, có ác. Bên trong thì có nặng, nhẹ, nhiều ít, lớn nhỏ, không tương đồng. Cho nên sau khi họ đi thọ sanh, quả báo không giống nhau. Thiện nhiều, ác ít, thì trong đời của họ phước báo nhiều, tai nạn ít. Nếu như ác nhiều thiện ít,
đời này của họ phải chịu hết dày vò, bởi vì có một tí tiểu thiện cũng có lúc họ sống được rất yên ổn, điều không ra khỏi nhân quả báo ứng. Anh phải thật sự hiểu được cái đạo lý này, liễu giải cái chân tướng sự thật này, thì trong đời này chúng ta có thể bổ cứu, cái gọi là có thể đem vận mạng quả báo xoay chuyển. Là Vân Cốc Thiền Sư dạy cho ông Viên Liễu Phàm, tức là cái môn học vấn này. Liễu Phàm tiên sinh là một người học hành có trí huệ, vừa nghe thì hiểu rõ, thì ông chịu y theo làm, sửa lỗi hướng thiện, làm được rất chân thành. Thì quả báo đích thật đã thay đổi, đã thay đổi được rất mau, thay đổi được rất có hiệu quả. Tôi học Phật, quyển sách đầu tiên là Liễu Phàm Tứ Huấn, là lão cư sĩ Châu Kính Trụ cho tôi. Lúc ấy tôi nhận được quyển sách nhỏ này, xem từ đầu đến cuối hơn 30 lần. Tôi rất cảm động, bởi vì lúc tôi còn trẻ, tự mình đã phạm sai lầm, cùng với Liễu Phàm tiên sinh không khác. Nhưng bất luận về trí huệ và phước báo của mình, so cũng không bằng Liễu Phàm tiên sinh. Cuộc sống của tôi so với ông ta thì đáng thương hơn, so với ông ta khổ hơn. Có một phương pháp như vậy có thể sửa đổi được, như được của báo. Tiếp nhận lời dạy bảo của Thầy, tiếp nhận lời chỉ dạy của Thiện Tri Thức, tôi quen biết với lão cư sĩ Châu Kính Trụ. Lão cư sĩ hình như là 68 tuổi. Tôi 26 tuổi. Lão cư sĩ đối với những người trẻ tuổi như chúng tôi rất thương yêu bảo hộ, hơn nữa là những bà loại sách thiện, anh đọc xem có thể sinh lòng hoan hỷ, có thể y giáo phụng hành, đặc biệt thương yêu bảo hộ anh, thật sự đối đãi như con cái của mình vậy. Chỉ dạy cho chúng tôi phải biết nhân quả báo ứng, dạy cho chúng tôi phải biết sửa lỗi hướng thiện, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Chúng tôi tiếp nhận những lời dạy từ bi của Ngài và thiện ý của Ngài được lợi ích rất nhiều.
Đối với mình một đời này sanh lão bệnh tử thì có cơ hội thay đổi. Đích thật là sự lão hóa giảm chậm, không phải không già là giảm chậm lại. Tức là nói kéo dài thời gian. Điểm này về sau học Phật, đạo lý dần dần minh bạch. Đó tức là cổ nhân nói âu lo có thể khiến người mau già. Trong đời này tôi đối với tất cả sự việc trong cái thế gian này xem được so ra lược lạc, không đem điều này để trong tâm. Từ nhỏ hiếu học, ưa thích học hành. Lúc còn trẻ cuộc sống rất khổ, thu nhập rất ít, cho nên thường thường người thanh niên thường hay đến nơi giải trí, chúng tôi tuyệt đối không dám tiêm nhiễm. Là nguyên nhân gì? Vì không có tiền. Cho nên người thanh niên sanh trong gia đình giàu có chẳng phải là một việc tốt. Sanh trong gia đình nghèo nàn, những nơi giải trí không dám đến. Tự mình lại nghĩ trong tương lai làm cách nào để sống. Nếu không hăng hái, không cố gắng, không học tập cho đàng hoàng thì sau này làm sao đây? Cho nên quan niệm của chúng tôi cùng với thông thường người thanh niên thì khác nhau. Thời gian nghỉ nhàn rỗi, họ đều đi chơi đến nơi giải trí. Còn tôi thì đi đến thân cận một số giáo sư nổi tiếng. Tôi đi đến nơi nào? Tôi đi đến thư viện và tiệm sách. Đây là chỗ đến của tôi. Không có tiền mua sách, đến tiệm sách xem sách. Trong tiệm sách lật xem một quyển sách, có lúc ở trong đó xem một hai tiếng đồng hồ. Sau khi xem xong quyển sách để lại trên kệ thì chúng tôi ra về đến tiệm sách xem sách. Lúc bấy giờ con người rất hậu đạo, thường hay đi đến tiệm sách, chủ tiệm cũng đã rất quen. Có lúc còn giới thiệu những quyển sách hay cho chúng tôi xem. Chúng tôi muốn mua nhưng không có tiền. Không sao cả, hãy mang về trước. Lúc nào có tiền thì lúc ấy anh đến trả. Chủ tiệm tin tôi. Lúc tôi vừa có tiền thì gấp rút đem trả cho ông ta. Có tín dụng. Ở Đài Bắc có mấy tiệm sách rất tốt. Tôi đến mua sách đều có thể mua thiếu. Có tín dụng. Đây là tâm địa thanh tịnh, chẳng bị nhiễm ô của ngũ dục lục trần thì con người không dễ già yếu.
cuộc sống giản dị, không ăn bừa bãi, chẳng có tiền ăn, cuộc sống có quy luật, ít sanh bệnh, sau khi đã học Phật đã có 20-30 năm mới hiểu được, thì ra tất cả chúng sanh đều là không sanh không diệt, chẳng những là chư Phật Bồ Tát sở hữu tất cả chúng sanh đều không sanh không diệt, chết thì như thay đổi một chiếc áo vậy. Tôi thường nói cái thân thể này già rồi, đã dùng bao nhiêu năm rồi, nó đã rất cũ, không thể dùng được nữa thì đổi cái khác, càng đổi càng tốt, càng đổi càng thù thắng. Nó chẳng phải chết, thay đổi một cái thân thể thì như chiếc áo đã mặc cũ, đã dơ rồi, không dùng nữa, bỏ đi, đổi một chiếc mới. Cái lý của sanh già bệnh chết, cái sự rõ ràng đã minh bạch rồi, thì tự mình mới làm chủ được. Nếu đạo lý không được rõ ràng, sự tướng không minh bạch, anh đối với bốn việc này thì anh có lo sợ. Cách nghĩ của anh không thích hợp, cách xử lý của anh không thích hợp thì phiền phức rất lớn. Thôi bây giờ thời gian đã đến,